Chào các bạn, bây giờ mình chia sẻ đến bạn cái rào cản thứ hai. Lý do chúng ta không ra khởi nghiệp thì nó còn một cái rào cản mà phải nói là rào cản trước thì gọi là rào cản đại ca, thì rào cản này cũng là nó cũng tương đương với đại ca. Các bạn sẽ nghĩ nó là một cái tên gì đó, mình chưa nghĩ nó được cái tên gì. Thì cái rào cản này, thứ nhất là mình nói là rào cản về tiền. Rất nhiều người ra khởi nghiệp thì cứ nói rằng là em chưa có tiền thì em mới bắt đầu ra khởi nghiệp được. Tuy nhiên các bạn thấy rằng là do chúng ta không có tiền thì chúng ta mới ra khởi nghiệp, các bạn nhận ra điều này chưa? Chúng ta không có tiền chúng ta mới ra khởi nghiệp. Và chúng ta ra khởi nghiệp, mục tiêu của chúng ta là gì? Để chúng ta có rất là nhiều tiền. Tuy nhiên có nhiều người họ tư duy theo cách là chờ có tiền thì mới ra khởi nghiệp. Mà muốn có tiền thì phải khởi nghiệp kinh doanh nó mới có tiền, mà cứ chờ có tiền thì mới ra khởi nghiệp. Tự nhiên họ tư duy theo cái cách là họ chặn hai đầu, các bạn nhận ra điều nào? Chặn hai đầu. Vậy bây giờ chúng ta phải đặt ra một cái vấn đề khác. Chúng ta phải đặt một cái câu hỏi khác là làm sao ngay vị trí chúng ta đang đứng không có tiền vẫn ra khởi nghiệp được. Bây giờ mình phân tích nhỏ cái điểm chỗ này. Cái trường hợp thứ nhất đi, là bạn cũng có tiền đi, mà bạn bạn đang có tiền rất là nhiều mà bạn muốn ra khởi nghiệp, thì các bạn thấy cái rủi ro nó sẽ xảy ra liền. Bây giờ mình ví dụ là mình muốn đi kinh doanh áo thun đi, và mình đi gặp một cái người gọi là cái người học võ sĩ đó, để mình lấy áo thun về mình bắt đầu cái việc khởi nghiệp của mình mà. Và người ta nói rằng là lấy 1.000 cái thì người ta sẽ bỏ cho cái giá tốt này. Thì trong túi mình đang có tiền, mình đang khởi nghiệp mà trong túi mình đang có tiền mà, mình sẽ gì ạ? Mình sẽ lấy tiền ra, mình sẽ mua 1.000 cái về để cho nó có cái giá tốt, bạn thấy không ạ? Và về nhà mình bán không được, mình không kinh doanh được, mình không thể ra hết 1.000 cái này được, lèo tèo vài cái, thậm chí bán không được luôn. Kết quả cuối cùng là gì ạ? Chúng ta mất một khoản tiền rất là lớn, mà chúng ta cũng không có học được cái bài học gì. Và cái câu chuyện này mình gặp rất là nhiều người. Tuần vừa rồi thôi mình tiếp một bạn, bạn Tư ở dưới Tiền Giang, bạn chạy lên đây, bạn nói là thầy ơi em gặp một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Mình nói vấn đề gì? Bạn chưa lần nào ra khởi nghiệp mà bạn biết không? Bạn mua bột giặt á, bạn mua bột giặt ký rồi bạn về bạn phân nhỏ ra bạn bán, mà các bạn mua lần đầu tiên ra khởi nghiệp mua 1,5 tấn. Wow, không thể hình dung được. Và nó xảy ra 3 tháng rồi, bạn bán đâu được khoảng 15 kg. Còn các bạn đâu còn cả 1,5 tấn. Tuy nhiên bạn lại tiếp tục cái sai lầm thứ hai. Trên đường lên gặp mình, bạn nghĩ là bột giặt đó rất là khó bán, bạn nghĩ rằng bạn sẽ đi bán dầu gội đầu. Và trước khi tới gặp mình thì bạn ghé qua bên Gò Vấp và bạn lại gì ạ? Bạn lại mua dầu gội đầu nguyên một cái chiếc xe 1,5 tấn. Wow, mình không thể hình dung được. Một người chưa ra khởi nghiệp lần nào mà dám bỏ ra một khoản tiền rất là nhiều. Bây giờ mình đặt một cái câu khác. Bạn đó cũng muốn ra kinh doanh bột giặt và bạn đó cũng muốn ra kinh doanh gội đầu, mà đặc biệt trong túi bạn đó không có đồng tiền nào. Bạn thấy không ra cái điều gì sẽ nào? Thì cái đầu chúng ta nó suy nghĩ nghĩ khác. Ok không ạ? Vậy thì bây giờ mình lại phân tích trường hợp mà chúng ta ra khởi nghiệp, chúng ta trong túi chúng ta không có cái đồng nào. Vậy thì chúng ta làm sao? Hoặc là chúng ta còn một khoản tiền rất là ít, thì mình cũng đi tới gặp cái người bán áo thun, nói rằng tôi muốn mua áo thun với cái giá tốt, tôi về tôi bán lại. Thì cái người bán áo thun đầu não đó họ sẽ nói gì ạ? Họ sẽ nói rằng là lấy 1.000 cái đi, tôi mới bỏ cái giá tốt cho. Thì cái chuyện gì sẽ ra? Ta đâu có co tiền đâu, tiền đâu tôi ta lấy 1.000 cái thì chúng ta mới bắt đầu mới đàm phán vào. Giờ tôi chỉ có tiền 100 cái thôi, tôi lấy đủ 100 cái thôi. Ông kia 100 cái thì có giá 100 cái, thì chúng ta ráng cố gắng chúng ta đàm phán năn nỉ ông. Bây giờ ông bỏ cho tôi 1.000 cái với giá này thì bây giờ ok, tôi mới ra khởi nghiệp, anh hỗ trợ cho tôi, tôi lấy 100 cái thôi với cái giá 1.000 cái. Ông đó kêu không có bán nha mày. Ok, thì chúng ta có thể chúng ta đi về, nhưng mà vài ngày sau chúng ta lại ghé lại tiếp, chúng ta lại tiếp tục chúng ta đàm phán tiếp, kiên trì tiếp. Bán cho tôi 100 cái với cái giá 1.000 cái đi, và ông không chịu thì chúng ta lại cứ năn nỉ tiếp, đàm phán tiếp. Các bạn nhớ ra điều nào mà một ngày đó thì người ta cũng thấy mình nhiệt tình quá, người ta thấy này nó rất là đam mê kinh doanh, người ta bắt đầu chấp nhận. Ok, bán cho bạn 100 cái với cái giá 1.000 cái. Vâng, và chúng ta lại có được đó. Tuy nhiên chúng ta cũng không có đủ tiền 100 cái chúng ta lại. Vậy khi mà chúng ta chốt được 100 cái với cái giá tốt đó rồi thì chúng ta lại tiếp tục. Thì bây giờ tôi muốn lấy 10 cái trước với cái giá 100 cái này.
À, dĩ nhiên thì người ta cũng bực mình, các bạn nhận ra điều này. Nhưng mà người ta bực của mình kệ người ta. Vấn đề là mình phải đàm phán được. À, mình phải đàm phán với người ta này nè. Bây giờ tôi muốn lấy 10 cái với giá 100, tôi sẵn sàng tôi lấy 100 cái. Tuy nhiên bây giờ tôi mới ra khởi nghiệp. Ông dám chấp nhận cho tôi bán 100 cái với giá này thì tại sao 10 cái nó làm một cái khoản tiền rất là nhỏ ông? Tại sao ông không dám nha? Thì khi mà ông nghe, à hợp lý. Ông kêu thôi, tôi cho mày lấy 10 cái mà đi nhanh người ta cái để về. Nhưng mà các bạn thấy không, lấy 10 cái một khoản tiền rất là ít, bằng vài ly cà phê thôi. Nhưng mà chúng ta về, chúng ta bán được. Bạn thấy không ạ? Nếu mà chúng ta không bán được thì ok, cũng rất là tuyệt vời, không có chuyện gì xảy ra hết. Nó cũng không có lỗ lã hết. À, 10 cái đó chúng ta mặc có thể tặng cho vài đứa bạn cũng được, nó cũng có cái niệm. Nhưng mà 10 cái chúng ta bán được, các bạn nhận ra điều nào không ạ? Chúng ta lại lấy cái tiền đó dùng vốn lại, tôi qua chúng ta có thể lấy lên được 20 cái. Rồi chúng ta lại bán được, ok mà, rồi chúng ta lại tiếp tục lấy tiếp, à, tăng lên 50 cái và chúng ta lại bán tiếp, à, và một ngày đó chúng ta tới chúng ta lấy 100 cái, chúng ta bán tiếp và các bạn biết chuyện gì sẽ ra mà chúng ta bán được cả 100 cái, 200 cái, 500 cái, thì cái kỹ năng bán hàng chúng ta nó càng ngày nó càng phát triển, à, cái kinh nghiệm buôn bán với hàng chúng ta càng ngày nó càng phát triển. Một bí mật mình gửi đến các bạn rằng khi ra khởi nghiệp, tiền nó không phải là rào cản đâu ạ. Mà thậm chí khi mà bạn có tiền, bạn dễ thất bại hơn. Bởi vì khi mà bạn có tiền á, là bạn như thế nào ạ? Bạn lên một cái bản kế hoạch rất là chi tiết để bạn chi tiền, à, còn nếu mà bạn không có tiền á, thì bạn lên một cái bản kế hoạch rất là chi tiết để bạn làm sao kiếm tiền về cho nó nhanh nhất. À, những cái người mà họ ra khởi nghiệp mà họ có tiền nhiều, các bạn nhớ không, là họ rất là bận rộn trong việc là đi mướn cái văn phòng nè, à, sắm sửa bàn ghế nè, à, à, đi tìm nguồn hàng tốt, ôi trời, họ bận rộn cho việc chi tiền, các bạn không ra điều nào ạ? Còn những người mà ra khởi nghiệp mà họ không có đồng tiền nào thì công việc đầu tiên duy nhất trong đầu họ là làm sao đi bán hàng nhanh nhất để có tiền về. À, và mình luôn khuyên với các bạn rằng tiền nó không phải là mấu chốt để chúng ta khởi nghiệp, mà đó là cái khả năng linh động, cái khả năng uyển chuyển, cái sự lèo lái, ok không ạ? Nó mới giúp cho chúng ta khởi nghiệp thành công. À, cảm ơn các bạn rất nhiều. Vừa rồi mình muốn chia sẻ với các bạn một cái rào cản về tư duy trong cái việc mà chúng ta chờ có tiền chúng ta mới khởi nghiệp được.